Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay Sainam, đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng, ngoại hình đẹp xuất sắc như mới nha, tầm 95-98%, đến từ thương hiệu G-Shock. Thương hiệu này đã quá nổi tiếng và đã quá quen thuộc đối với các bác yêu thích đồng hồ đến từ hãng Casio. Size của đồng hồ là 44 chưa tính núm, đồng hồ sử dụng pin. Em quay cận cảnh chi tiết ngoại hình của đồng hồ này cho các bác tham khảo nha, đẹp xuất sắc như mới luôn. Nguyên bản nguyên zin, hoạt động hoàn hảo. Những mẫu đồng hồ Casio G-Shock đang bán ở thế giới di động hay là thị trường Việt Nam của mình á, đa phần sẽ là made in China, nhưng mà máy da băng. Còn cái đồng hồ G-Shock trên tay của em là made in Japan, máy da băng luôn nha. Rất xứng đáng để các bác mua về mình đeo, mình sử dụng lâu dài. Mẫu đồng hồ này có rất là nhiều tính năng và nhiều tùy chỉnh. Hiển thị mức pin của đồng hồ, làm đồng hồ báo thức, làm đồng hồ bấm giờ. Rồi hiển thị AM, PM, hiển thị lịch của đồng hồ. Trước khi ship hàng đi, nhân viên của em sẽ làm một cái clip hướng dẫn các bác sử dụng tất cả các chức năng và tính năng trên mẫu đồng hồ này. Nên các bác hoàn toàn yên tâm mà sử dụng. Một hình đẹp xuất sắc luôn nha. Dây khóa zin theo đồng hồ. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Giỏ và dây của đồng hồ được sản xuất tại Japan. Đồng hồ G-Shock này chống nước ở độ sâu 200m.